Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game đấu trường chân lý Mobi nha. Ok, sao rồi à, rồi nữa sao tôi ghét mấy cái này dễ sợ luôn á. Cái con này với con Lilia là một trong những cái mà khởi đầu nó không có chút xíu nào gọi là hay á. Nó dời mấy cái vòng này đi, nó dời đi thì sao? Nó có ích gì không? Không có ích gì hết bạn, không có ích một cái gì luôn á. Ví dụ như nó cho cái theo kiểu là gặp cái con mà nó tăng lên level 3 luôn cũng ngon, hoặc là theo kiểu là cho vàng cũng được. Không, vô game là nó cho cái con này đúng kiểu là vô hại mà cũng vô ích luôn, thì nó thì thằng nào nó cũng sẽ nhận được chung với nhau thôi, cho nên nó dời đi đâu có ảnh hưởng gì đâu. Chủ yếu là nó thay đổi cách bạn chơi game ngay tại lúc đó thôi. Khi bạn có lỗi sớm thì bạn còn, thí dụ như bạn có ấn sớm bạn vẫn ăn được đúng không, còn nếu bây giờ bạn có ấn trễ thì bạn không chơi được thôi, thí dụ vậy. Nó chỉ thay đổi như vậy thôi, nhưng mà đâu phải đâu có hạn chế gì đâu, người ta có thể build theo kiểu khác mà. Vô giờ như vậy thì cũng nói chung là cũng tạm, nói chung là cũng tạm thôi, không ha, không tệ. Với lại cái meta mới thì trời ơi, wow, đúng là cái meta mới đỉnh cao thật. Nó bây giờ là gần như là reroll hết cửa chơi luôn bạn. Ngon ngon ngon, reroll hết cửa chơi luôn, 4 tiền nó quá khỏe đi. Hồi ôi, hôm trước mình có gặp một cái trận đó, con AC 1 sao 3 đồ nó bắn bệnh hoạn luôn bạn. Ôi con AC nó 3 đồ nó bắn bên kia nát con mẹ nó người luôn, mà 1 sao nha bạn, là 4 tiền 1 sao, chỉ cần đủ đồ thôi nó bắn hủy diệt luôn. Vậy thì hơi ghê à, cho nên bây giờ mình nghĩ là hôm qua mình có nói rồi, là nghĩ là bây giờ chắc anh em chơi theo kiểu dạng reroll đó, hạn chế thôi. Hạn chế thôi. Ok, nước đi liều lĩnh rồi, xong Banora là chắc. Banora là rõ, ngại gì nữa. Chứ bây giờ mà chơi reroll anh em chỉ cần sơ sẩy một cái thôi, ai à, mà nói thiệt anh em chỉ cần sơ sẩy một cái thôi là gãy liền, cho nên bây giờ khả năng cao anh em đừng reroll. Anh em dồn đồ, anh em dồn đồ giờ anh em chơi giữ máu giai đoạn đầu, chơi giai đoạn cuối 4 tiền 5 tiền, tại vì 4 tiền 5 tiền bây giờ nó vượt trội. 4 tiền 5 tiền bản vừa rồi được up rất là mạnh luôn. À, được up rất là mạnh luôn, cho nên giờ chỉ cần mà có 4 tiền mà có đồ thôi là đã khác rồi. À, cho nên bây giờ là chỉ cần 4 tiền mà anh em cảm thấy mà nó có đồ chút xíu thôi là đã dễ chơi rồi. Chứ đừng nói tới cái việc mà 4 tiền 2 sao sớm nha. 4 tiền 2 sao sớm là đặc ân luôn, kiểu giống như là vô mà cầm như vậy thôi là quá khỏe rồi. À, chỉ cần tới 4 tiền 2 sao mà thấy dạng mà nó trước 5.1 thôi là đã là gọi là gãy rồi đó. Trước 5.1 thôi là đã thấy ớn ớn rồi. Mà nó còn càng sớm thì anh em càng dễ thắng. Càng sớm càng dễ thắng, chỉ cần có chuỗi thắng thôi anh em được nhiều tiền, nhiều tiền khả năng anh em xoay được, anh em giữ máu được. À, vậy cuối sao thua đúng không, ghép luôn, bây giờ mình ghép đồ luôn nha, không có chờ chờ đợi cái gì nữa bạn, không chờ gì hết, ghép luôn, bây giờ cứ ghép đồ luôn, để gì đép máu giai đoạn đầu chơi giai đoạn sau. Bắt buộc là trận bây giờ mình nói thiệt luôn, trận nào bây giờ vô cũng có thấy thấy có thằng 10 level. Hồi trước á, tại nếu mà đi reroll, nếu mà một cái lobby mà reroll nó nhiều á thì nó nhanh thắng lắm, nó đâu có tới 10 đâu, chính là gần hết rồi. À, chính là gần như là có thể là lia xong rồi, tại reroll nó mạnh sớm, thằng nào roll được thì nó ngon. À, nó đè nó báo máu sớm thì đâu có tới 10 đâu là đã hết game rồi. Không, bây giờ vô 10 trận y 10 luôn, về cuối là toàn level 10 chơi với nhau thôi. À, về cuối là toàn là level 10 chơi với nhau thôi. Trận nào cũng vậy nha, mình nói thiệt không có một trận nào mà về cuối kiểu như gọi là vô chung kết mà hai thằng không có level 10. Gọi là chính mà gọi là kêu bằng bán 10 là ít là phải nửa đường lên 10 rồi, hoặc là hơn nửa đường lên 10. Thì có thể là nó giao tranh một trận là nó lên 10 luôn. Ok. Bài mình đang mạnh cho nên mình chọn hạ gục lấy tiền. À, bài mình đang rất mạnh luôn cho nên mình có mình lấy hạ gục lấy tiền đi, vậy thì được. Vậy được hơn, trong 3 vòng đấu này mình miễn là mình giữ được chuỗi thắng là mình kiếm được kha khá tiền. 50% thì nó đúng là nó không nhiều đó, nhưng mà nó cũng ngon hơn là không có phần trăm nào đúng không. CV bây giờ có xạ thuật sư
đằng trước có khổng lồ. Rồi được thôi, bây giờ cơ bản là giờ chúng ta cứ tèn tèn chúng ta đép máu thôi, thắng thua chưa quan trọng, đép máu được là tốt. À, có chuỗi thắng là kiếm được tiền là ok. Hay bây giờ là hai là mình đã kiếm được một rồi đó, một tiền mỗi mỗi hiệp rồi. Ok, đằng trước khổng lồ khá khỏe, đằng sau có xạ thuật sư nữa. Ok, hai tiền rớt vào mồm. Không đồ tuổi gì bạn? Không đồ bạn tuổi gì? Ê, trời đất ơi, vậy mà mình lấy được hai tiền thôi, còn nó lấy được hai tiền lại, còn lại là what the hell, hay đấy. Có xạ thuật sư nữa nè, có cung nè, wow, được nha. Chết màu nhưng mà đầu bảng. Đầu bảng giờ sao? Đầu bảng bây giờ sao bạn? Đầu bảng bây giờ bạn muốn chọn là được hả? Đâu có đâu, đầu bảng bây giờ ai chọn chọn đi chứ tao giờ tao đứng tao chờ. À, tao đứng chơi chơi thôi, không sao. Giờ tao đứng chơi thôi. Còn gì lấy nấy chứ giờ đâu có chê đâu, đâu có được chọn đâu bạn. Cơm thừa canh cặn thôi. Này up up 5 là chắc rồi, bây giờ phải xả mà không phải lên level. Giữ máu giai đoạn đầu không có eco ấy cũng gì đây hết. Bài này về cuối mình đi xạ thuật sư, bài này mình lấy được đồ như vậy thì chút xíu mình đi Kai'Sa khá là ngon. À, đi Kai'Sa khá ổn luôn. Mà đã nói rồi, cuộc chơi bây giờ là cuộc chơi của 90. Không còn cuộc chơi của 78 nữa. À, cho nên giữa giai đoạn giữa game mình bỏ càng sớm càng tốt. Bây giờ giai đoạn đầu game giữ máu tốt, giai đoạn giữa game rút ngắn lại là sao, mình phải ép level cao lên, đẩy về cuối game luôn để 8-9 sớm. À, 8-9 sớm xong bắt đầu xoay bài. Xoay bài ra ra bài rồi thì lên 10, lên 10 ép 5 tiền thêm. À, cộng thêm sức mạnh cao cường đồ, bây giờ cao cường là một trong những cái team mà nên đi. Rất khỏe luôn. À, rất khỏe luôn nha bạn, team cao cường được buff thêm rất là nhiều cái sát thương. À, cộng thêm rất nhiều sát thương luôn. Hồi đó ha, ba cao cường nó ít nhưng bây giờ đã nhiều rồi. Năm cao cường thì khỏi phải bàn về vấn đề mà nhiều sát thương đi. Cho nên nói chung là bây giờ về cuối á, đi một cái team ngon, về đẩy rút ngắn cái giai đoạn giữa game mà đẩy về cuối game luôn, ép thêm cao cường. À, có thể những cái phơm bài anh em phơm bài 8 thôi hoặc 9 thôi. À, nhưng mà trong đó nếu mà hay làm sao đó lọt vô hai slot cao cường thì anh em biết là phải làm gì đó. Phải thêm cao cường cho mình. Cao cường bây giờ rất là mạnh nha. Rất là mạnh nha bạn. Mà nhiều cái form cao cường anh em nên vào set, gọi là check bài sớm. Check cao cường sớm, có những cái form nội trong đội hình của nó đã có ba cao cường rồi. Lần trước mình đi hắc ám, ở trong hắc ám có ba cao cường luôn. Chỉ cần đi 6 hắc ám thôi là chúng ta có ba cao cường sẵn ở trong đó nha bạn. Mà bạn nghĩ đi, 6 hắc ám là đâu mới có 6 slot thôi à. À, 6 hắc ám mới có 6 slot thôi à. Lúc đó mình đi 6 hắc ám, 6 5 cao cường, bạn thấy sức mạnh chưa? Hắc ám nó búp cho cái siêu. Giai đoạn đầu không chết được mà nó đam to vãi đạn luôn. Trời đất ơi, đặc biệt là con Sylas. Con Sylas nó lại nhảy lên nó quật cho thì đúng kiểu là kiểu cái một roi là một đầy, một đập là một thằng, một đập là một thằng luôn á. Khủng khiếp. Ồ. Nó trong hắc ám có ba cao cường, nghe thấy là thấy hơi sai sai liền đúng không? À, nghe nghe thấy là hơi sai sai liền, cứ nghe thấy là, vô là chỉ cần búp 6 hắc ám là có ba cao cường trong đó rồi, xong chút xíu nữa mình chỉ cần đã 6 hắc ám thì mới có 6 slot thôi, cái đẩy thêm nữa một cái là coi như là 5 cao cường luôn. Trời ơi, hết bài. À, đúng kiểu là phải gọi là hết bài luôn, hết nước chấm. Nghe kinh khủng nha, nhiều trận nó ảo ma Canada dễ sợ luôn bạn, đúng kiểu nhiều trận ảo ma Canada luôn. Hôm qua mới gặp ông gố kia đi cái trận gì quên, Ken nó cho là 5.4 là hết game đúng không, Ken cho 5.4 là hết game. 5.4 làm gì, 5.4 có thằng đi thần tài luôn, what the fuck, không hiểu bán máu kiểu gì đi vậy mà vẫn có thằng đi thần tài. Chịu luôn, bán máu kiểu gì mà gỡ lại được bạn. Tới 5.4 có thằng 90 mấy máu thì thần tài làm gì gỡ kịp. Dù bạn có thần tài, bạn có xanh cỡ nào, bạn nổ hũ mấy mình không cần biết,
Tới 5.4 mà có thằng 90 mấy máu nó không thua. Nó có thể thua bạn thần tài, bạn có thể thần tài bạn mạnh đó. Nhưng nó thua thần tài bạn, nó thua có 1 2 máu thôi, hoặc là 5 6 máu thôi. Là bạn nghĩ đi, nó rớt xuống rất là ít luôn. Cái việc mà bạn thần tài bạn cấu xuống, nếu mà bạn giờ bạn nổ số cao đi. Nổ số cao thì phải 40 máu hoặc là 50 máu mới được gọi là nổ số cao được. Mà bạn nghĩ đi, từ đó bạn cách 90 là chừng nào, rồi chừng nào thần tài nó mới hồi máu, rồi chừng nào thằng kia nó rớt xuống đó. Khó. Nghiện dữ vậy. Bùa tốc độ cho bạn, cái này mình lấy phải lấy bùa tốc độ. Tại trận này chúng ta sẽ không có đi con cây le này. Lấy bùa tốc độ ép úp cho con CV. Úp cho con CV để con CV gánh. Mình đang có trăm máu, mình đang có trăm máu, chuỗi thắng mình đang còn. Cho nên bây giờ mình cứ đè 50 tiền rồi. Xong mình sẽ cho qua level luôn. Mình sẽ cho qua level giữa game là level 7 là mất tiêu luôn. Mình cho lên 8 luôn. Nè bạn sẽ coi là mất tiêu level 7 liền. Mình lên bạn lên 6 lên 7 rất là lẹ. Xong mình cho lên 8 luôn. Khi mà mình đạt 50 tiền rồi thì chạy qua khỏi từ 7 lên 8 đơn giản. Ok, chỉ cần đạt tới 50 tiền một cái thôi là mình cho từ 7 lên 8 rất đơn giản luôn. Đó là mình đẩy một cái sẹt qua mất level 7 liền, là anh em thấy ớn ớn liền. Đột nhiên cái level 7 mất tiêu. Mới thấy 6 đây cái 8 luôn. Gọi là bỏ qua giai đoạn giữa game luôn. Là chúng ta không roll ở đó rồi phải không? Mặc dù biết là đội hình chúng ta có thể roll ở đó để có thể kiếm thêm cái này cái kia đó, nhưng mà mình bỏ qua luôn để làm gì? Rút ngắn cái giai đoạn giữa game là đẩy nó về tới cuối game 4 tiền. Bạn thì bạn biết rồi đó, level 8 thì chắc chắn là anh em roll 4 tiền nó khá là ngon đúng không? Cho nên là mình bỏ qua khỏi level 7 luôn. Chúng ta đẩy về cuối game chơi level 8 luôn để lấy 4 tiền. Thì cái đó cũng là một trong những cái gọi là cơ bản nhất trong cái mùa cái meta mới này. Update meta thay đổi 360 độ hả? Không phải thay đổi 180 độ luôn. Quay đầu luôn, hồi trước là reroll, nhà reroll luôn, ít nhất một trận bạn thấy không? Là phải có tầm 2 hoặc 3 thằng là reroll. Mà có thể là reroll chung cấp luôn, là thí dụ như reroll 3 tiền luôn, có thể thằng này nuôi 3 tiền này, thằng kia nuôi 3 tiền khác. Nhưng mà nó sẽ bằng level. Còn có những cái thằng reroll nó thấp hơn nữa, reroll 1, reroll 2 nữa. Reroll 1, reroll 2 nữa. Còn bây giờ không, bây giờ là 10 trận đi, bạn sẽ thấy tầm khoảng chừng 1-2 trận bạn thấy một số thằng reroll thôi, còn nhiêu là phát 8 hết. 4 tiền ra rất sớm, mà cái pha này cay nè. 4 tiền ra rất sớm luôn nha bạn. Có Silas nè, có Natulus nè, có con gì nãy mới thấy luôn rồi. Có 4 tiền ra rất sớm luôn. Pha này nếu mà chỉ cần mà sơ sẩy thôi, tụi này mà nó nuôi được 4 tiền này là chết. Tụi này mà nó nuôi được 4 tiền này là ok. Tại 4 tiền ra rất sớm, mình thì đầu bảng mình đâu có thể nào chọn được đâu. Cho nên tụi cẩn thận nè. Thằng Silas là một trong những cái thằng mà nó khá là mạnh mẽ trong giai đoạn này luôn. Nhưng mà lại tao lại có thần rừng khổng lồ. Vậy thôi tao đi khổng lồ. Không nói nhiều. Pha này ôm khổng lồ là chắc rồi. Thần rừng khổng lồ, bây giờ mình đang có 2 khổng lồ đằng trước nữa. Cho nên là con ôn này khá là khỏe luôn. Một trong những con tăng cơ 4 tiền mà mình thấy nó bét trôi trong tầm giá. Không có con 4 tiền tăng cơ nào ngon bằng con ôn nữa. Thật sự luôn. Không có con 4 tiền nào mà ngon bằng con ôn này. Mà cái chiêu, cái kỹ năng của nó đập lại rớt đồ ra nữa chứ. Thấy vậy đó, rớt đồ ra nhiều khi. Nhiều khi nó rớt ra hàng sau quá bạn. Ôi, đam to lắm. Nhiều khi đồ của nó đập rớt ra hàng sau nó ngon. Được quá nha. Xong CV gánh được, CV gánh được. CV có xạ thuật sư gánh ổn. Ok, vẫn thắng. vẫn thắng lên 7 rồi. Lên 7 để khổng lồ vô. Lên 7 để khổng lồ vô, không là biết có nên đi 4 khổng lồ hay không hay là sao đây. Nhưng mà nên mình nghĩ là lên 7 nên để khổng lồ vô cho hợp lý, thêm khổng lồ. Lên luôn chứ sao giờ, để cái này vô đó tăng cứng chưa? Nhưng mà 3 khổng lồ mới tục nè, bây giờ hay là bỏ xạ thật sư lấy 4 khổng lồ ta. Nhưng mà 4 khổng lồ cũng đâu có đâu, đâu có con nào ở đây đâu, thôi hết tiền rồi, thôi để lên 8 rồi tính. Lên 8 tính để xạ thuật sư cho con CV nó gánh.
Ok. Được mà, thằng này thì mới level 6 à, thua mình một con mà đằng trước mình cứng lắm. Ok. CV 19 số cùng cùng đau rồi thì nó ném cho thì thôi. Bự bụng bầu luôn con à. Trâu hả? Mày trâu hả? Mày trâu dữ chưa? Mày trâu dữ chưa? Ờ, đất ơi, trâu với tao hả? Hai con Kai'Sa. Thiên mệnh anh hùng rồi, pha này đi rồi, pha này hiểu vấn đề luôn, pha này hiểu vấn đề luôn, cho hai con bốn tiền cho như vậy thì hiểu vấn đề luôn đi. À nhưng mà không, cái màu này nghe quen lắm. Cho hai con như vậy thì nó phải lên được hai, chứ nó mà không lên được hai thì ăn cứt nè. Ủa sao sao cho hai con cây sa dễ như vậy trời? Ồ nghe nghe nó đơn giản nha. Ồ khoan từ từ. Coi chừng lừa. Cờ lừa, cờ này cờ lừa đấy. Biết đâu được bạn, à, biết đâu được, chỉ cần nó mà lên 2 sao là mình bán CV liền. Mình bán CV liền, mình để hết đồ cho con Kai'Sa liền. Nó mà lên 2 sao là mình làm liền ngay lập tức liền. Này bạn thấy không? Level 7 mình chỉ cần trải qua 2 hiệp thôi là mình đã bây giờ là mình đã có khoảng 80% level 7 rồi. Level 8 là chỉ cần xíu nữa thôi là xong rồi. Level 8 ra Kai'Sa 2 bán CV đi, dồn hết đồ qua xong rồi để con CV bỏ bỏ sử gia đi lấy bốn khổng lồ, ba hai xạ thuật sư hoặc bốn xạ thuật sư đồ đẹp. Đẹp liền. Đúng không? Trời ơi. Bốn xạ thuật sư thì Kai'Sa nó bắn cho thì đúng kiểu là thôi nát con mẹ nó người luôn á chứ. Ghê không? Ôi bài này sướng thật sự. Tao để con Zira ngay đó rồi, tao thấy rồi nha. Hồi nãy là mình thấy có thằng đi cách lin rồi mà mình để con CV nằm trong góc, cho nên mình để con Zira nằm đằng trước rồi. À, mình để con Zira nằm đằng trước rồi, để che rồi. Che liền chứ, che liền con Zira nằm đó, coi coi như con Zira chết liền đi, thì ít ra mình cũng gọi là bỏ qua được một tên. À, bỏ qua được một tên của cái con cách lin đúng không? Trời ơi, để con Zira chỗ đó là có lý do hết đó chứ không phải khi không đâu. Không phải khi không mà để con Zira ngay đó đâu. Trời đất ơi, tính toán hết rồi đó. Nãy là mình thấy có thằng đi cách lin rồi, cho mình biết của mình để con CV ở trong đây thế nào cũng chết. Thế nào cũng chết, cách lin nó bắn thì chỉ có bự bụng bầu thôi. Nhưng ai nhưng mà tao lại có dư một con ở đây. Tao lại có dư một con ở đây cho nên tao để ngay chỗ đó. Che liền hai con đều tay dài thì lý không có lý do gì mà nó nhảy đâu đó. Hai con đều tay dài không có lý do gì nhảy đâu hết, cho nên bây giờ tao CV vào vào đây, cách lin vào đây. Ok, lại thắng thấy chưa? Đẩy setup bài này rất là khỏe luôn. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị nè, Kai'Sa lên 2 một cái thôi. À Kai'Sa lên 2 một cái thôi là chuyển về đi 4 xạ thuật sư liền. Trời ơi cô kìa. AC trễ rồi bạn ơi, ra hai con Kai'Sa ở đây. Ồ, mua hai cái bốn tiền vô để làm gì, cho tụi nó đựng lên 2 sao. Vậy bây giờ mua đó, mua hết 4 tiền vô luôn. Trời dư mình, tao dư tiền mà đang có chuỗi thắng dữ lắm, dư tiền. Trời on 2 nữa là ngon nha, nhưng mà đằng trước hơi thiếu đồ tăng đó bạn. Bài này đằng trước hơi thiếu đồ tăng nhưng mà được cái có khổng lồ cho nên là nó trâu hơn là có khổng lồ, chứ không có khổng lồ là pha này cũng gãy với nó chứ chẳng giỡn. Tại khổng lồ chứ, mặc dù là tăng giáp kháng phép nó ngon chứ thật phải có đồ, chứ không có đồ chơi không nổi đâu. Chết mợ rồi, CV gì hết hết máu mẹ nó rồi. Thôi đi rồi. Ê, à, không ném chết con Aphelios của nó được, mất mất máu pha này hãm thật sự luôn. Đằng trước chết lẹ dữ vậy ta. Nếu mà ném chết của Aphelios của nó là win rồi. À mà ghê vậy ta, từ từ nha. Ây da, ghê vậy, từ
có cái con Lilia này cầm cái đồ ngon nè, thôi nhưng mà có thằng lấy rồi, dễ gì mà nó bỏ mấy con đó bạn, mấy con đó là nó bú vội liền. Chết mợ không, giờ sao ta? Tiếp tục thật sự luôn, tính lấy con kia cầm xạ thuật sư ngon quá trời. Đây có ưu đi khổng lồ nè bạn ơi, khoan đã, từ 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 setup bài lại. Bây giờ bỏ sử gia đi là đúng rồi nè. Nói, bây giờ bỏ sử gia đi là đúng rồi nè. À, để vô lấy 6 khổng lồ, lấy hai xạ thuật sư đằng sau. Đúng chưa? Bây giờ bán con này đi. Thiếu một con nào ta? Khổng lồ đây rồi, để vô. Đó, 6 khổng lồ. 6 khổng lồ đằng trước là cộng hơi nhiều kháng phép nha, với lại kháng giáp nha. Nhưng mà chưa thấy con Kai'Sa 2. Này con Kai'Sa 2 đi là đẹp rồi. Thằng này thần thoại. Thằng này đi thần thoại cũng ghê nè. À, đi thần thoại có what the hell, có con thợ vẽ rồi. Chết rồi, thợ vẽ mà để con Kai'Sa nằm giữa đây thôi đi rồi. Ai chà, ôi nhưng mà lia vẫn lia được hai con. Ôi ôi, con Kai'Sa thấy vậy chứ chí giả vậy, thấy vậy chứ mà nó không chết, nó vẫn lia được hai con mà. Ngon ngon ngon, tao chịu đấy, tao ưng bụng đấy. Ê cha, đồ đam đồ điếc gì đây, bây giờ từ từ nha. Bây giờ chỉ xoay thôi, Kai'Sa 2 mới có cửa thắng chứ còn không, hay là lên chính luôn ta. Mình thấy nó không hợp tác lắm chứ, thì bình thường bây giờ là phải ra Kai'Sa 2 rồi chứ. Thôi bây giờ bán con CV đi. Bán con CV đi, đưa đồ cho con Kai'Sa. Xong rồi lấy con on 2 rất tốt nè. Đúng không? Lấy con Xayah vô làm xạ thuật sư chung cũng khá ổn. Từ từ nha, bài nó không ra con Kai'Sa ở đây nghe hơi phèn phèn ấy chứ. Nghe hơi phèn phèn, như để con CV ở đây thì CV bây giờ nó không có được buff của cái con sử gia nữa, cái con Kayle nữa, cho nên là cái tốc độ nó hơi chậm giai đoạn đầu. Bốn ta sáu khổng lồ đằng trước thì đép được rồi đó, nhưng mà đằng sau bây giờ hơi thiếu đam. Đằng trước thì có vẻ là đép ổn rồi đó, nhưng mà thiếu đam thôi. Nếu mà nhiều đam hơn một chút thì dễ thở hơn, còn cái này hơi thiếu đam. Ok, vẫn đép được, tốt. Ây chà, thiệt luôn hả, không có Kai'Sa 2 bạn ơi. Ồ, bại lừa dễ sợ luôn nè. Ồ, bốn con bốn tiền nhưng mà không có một con Kai'Sa xuất hiện luôn, lừa. Rõ ràng là bài lừa, nó cho hai con là mình nghi nghi rồi. Nó cho hai con là mình thấy là mình cũng nghi nghi rồi. Cung nè, hay quá, từ từ nha, từ từ nha, nếu mà đã xạ thuật sư vậy lên chính luôn thôi. Bài này thì bây giờ mình hiểu rồi, mình hiểu bài Kai'Sa không hợp tác rồi đúng không? Bây giờ bán đi, lấy Kai'Sa vô, mặc dù Kai'Sa 1 nhưng mà vẫn là Kai'Sa, chứ còn CV 2 bây giờ có vẻ như gánh không được. Nó bây giờ mình sẽ đưa cái này, đúng rồi, chia đồ ra hợp lý, đưa cái bù lưu cho con Xayah luôn. Đó, đưa bù lưu cho con Xayah luôn là hợp lý luôn. Chúng ta chia ra từ từ, cái này là cái gì, hay quá, BF là tốt nè. BF là tốt nè, đó, vô cực kiếm nè, xong rồi lấy cái bộ lưu để qua, xong ghép cho nó một cái khoan từ từ nha. Cái cung này bây giờ ghép cái gì? Gì khổng lồ hay là theo kiểu kia ta? Lên cung xanh cũng hay. Lên cung xanh cũng hay, hoặc là búa gọi là cái giao điện cuồng cuồng cung. Hay là cái BF ta, từ từ, hay là nếu mà bùa đỏ cũng hay. Tức là cái nào cũng được á, con xây ra như vậy đam tốt lắm mà, mặc 5 tiền mà. 5 tiền mà chứ đâu phải dạng mà cùi cùi đâu bạn, ổn định lắm á. À,
không, CV2 gánh không nổi cho nên bây giờ phải chuyển thôi. Ừ, phải chuyển thôi chứ CV gánh hết nổi rồi. Tới đó thôi bạn ơi, tới đó là vui lắm rồi đó, thật sự luôn. Tới đó là con nó gánh, con CV2 nó gánh tới đó, lúc đó là ổn, gọi là ổn lòi lìa luôn rồi đó. Ừ, ổn dữ lắm rồi đó. Diệt luôn đi. Bài cũng có nhiều trâu lên diệt luôn, tại thấy có thằng đi thần thoại rồi, chút xíu nó máu nhiều lắm. Lên diệt luôn. Gặp mấy con bốn tiền lần trước nữa thì khó thở, nên lên diệt đi chút xíu nữa tính. Bài này lên 10 luôn, bài này setup 10 là chắc rồi. Không chạy đâu hết. Bài setup 10 đằng trước thì mình xấu khổng lồ thì còn gì bằng nữa bạn đó. Blue blue cũng tốt, nói chung là ổn định. Mày nè, đó, đam to. Đam to. Ơi, đất ơi, good. Đam con Saiya vẫn vẫn ghê mà, mặc dù mới một sao thôi, 5 tiền khác mà. 5 tiền nó khác mà, thấy không? Mình nói rồi, 3 4 5 tiền bây giờ một sao thôi để vô vẫn dùng được bình thường. Chứ hồi nãy mà để con CV2 thì thôi ăn cứt rồi. Nãy giờ thua chứ không phải chục ván. Sáu tám bảy hai cho nên bây giờ chờ thêm một hiệp nữa lấy 8 tiền up level 9. Up level 9 hả? Chết rồi, bây giờ sao ta? Bây giờ thần rừng hả? Không được, thần rừng bây giờ dùng con nào bây giờ? Khó chịu nha. Mình 81 máu mình vẫn còn hơn tụi nó rất là nhiều. Sen 3 nè, Sen 3 này đỉnh cao vậy đấy. À, Sen 3 đỉnh cao đấy, có thể là mình không đủ đam với con Sen 3 này chứ. Kai'Sa nó cũng Kai'Sa, ui nhưng mà Kai'Sa nó hai cuồng đao mà còn ghê hơn mình nữa. Thằng này nó chơi nó còn chí mạng nữa bạn, không giỡn đâu. Được. Đi rồi, mình biết mà. Hồi nãy mình nói gì không giết nổi con Sen 3 của nó. Rõ ràng lúc đầu vô là mình đã nói rồi, nhìn vô con Sen 3 là mình biết chơi không được rồi. Không đủ đam. Không phải gì, nhìn vô là biết không đủ đam liền. Cho nên là mình nghĩ là thôi bỏ qua vậy. Nhìn vô là biết không đủ đam rồi. Kể cả có hai việc đi nữa thì cũng không đủ đam. Phải như là con Kai'Sa 2 thì pha đó thì may ra, may ra nhưng mà cũng khoảng 70% thôi, hoặc là 80% thôi. Chứ còn cửa mà ăn ăn chặt là không có rồi đó. Đồ gì cho đồ nào tao cũng được luôn, lấy muốn lấy gì lấy. Rõ ràng mình vô mình nhìn thấy con Sen 3 là nó thôi xong rồi, hiểu liền. À, hiểu liền. Nhưng mà thôi, chúng ta bây giờ chúng ta có thêm chút xíu đam nữa, chuẩn bị lên 10 thôi bạn ơi, chuẩn bị lên 10 lấy 4 xà thực sư thôi. Mà bạn coi nè, hiệp 5 chấm mấy nó mới cho một cái lỗi 2, còn cái lỗi 3 thì mất tích luôn. Lỗi hiệp cái lỗi 3 7 chấm mấy hả, mày có khùng không vậy? À, cái lỗi 3 đâu rồi, thằng nào lấy mất cái lỗi 3 của tao rồi. Nè, thần thoại nè, máu trâu rồi đó, nhưng mà tao đây hai cái gì khổng lồ nè. À, tao đây hai cái gì khổng lồ nè bạn. U đi không chết rồi, thôi đi rồi. Mấy u đi nó không chết, what the fuck. Đằng sau thì lại có con thợ vẽ 2 sao đam to như chó nữa, chết tiệt thiệt. Nãy bật may mắn được 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 được. Tụi mày chết, tụi mày chết đột nhiên mà không, đột nhiên có giờ lên 10 chứ sao giờ. Đây rồi. ID không thèm ID u đi. Good good good. Từ từ nha, bài này chúng ta vẫn còn 5.7 một lượt quái nữa. Lượt quái này nó sẽ cung cấp cho mình khoảng 20 tiền, 20 tiền kể cả cái tiền thiệp nữa thì có thể là 25 tiền. Thì nó sẽ đâu đó rơi vào đâu đó là mình có thể lên đoạn được nửa đường cái 9 cái 10 này. Xong rồi nó cùng lắm là mình xả tiền thôi. Nhưng mà đằng sau của mình bây giờ biết thiếu gì không? Thiếu chất lượng. Kai'Sa 1 là không ăn thua rồi. Con Saiya 1, con Saiya này phải 2 sao. À, Saiya này phải 2 sao, mình còn 53 máu mình vẫn có thể bán máu được, cho nên bán máu lấy tiền.
À, mình vẫn có thể bán máu được, bạn cứ yên tâm. Pha này bán máu giữ thêm để chút để lên 10 là có tiền để xoay 5 tiền, không nhiễm gì vậy đó. Ok, mấy thằng này thì mày khỏe tới cỡ nào nhưng mà trên lệch level giai đoạn này thì làm gì bù đắp được. Mày khỏe cỡ nào, cỡ trên lệch level tới bây giờ thì mày làm gì bù đắp nổi. Ok, khỏi nói nữa, đủ rồi bạn, đủ rồi, nhiêu đó là đủ rồi, khỏi nói gì nữa đó, nhiêu đây là đủ rồi. Và bạn nghĩ đi, thằng đầu bảng 53 máu là mình, thằng nhì bảng có 16 máu thôi. Chơi chúng kiểu gì kỳ vậy. Ok, đủ rồi, pha này lấy tiền rồi, khỏi với bạn. Tốt quá, một đam thôi mà nhiêu đó máu hả ra, dữ dằn thật. Một kill thôi mà nhiêu đó đam thì cũng thuộc dạng cha đó chứ không phải dạng dạng dừa đâu bạn. Ok, thú tượng thạch giáp đưa cho ôn, khỏi phải bàn. Rồi tiếp theo rồi, up level thôi chứ giờ sao bạn. Mình có carry rồi, bây giờ up level thôi, chuẩn bị nè, mình bán hết mấy cái thằng này đi nè. Để coi rảnh chắc cũng phải chờ hiệp nữa. Hiệp nữa mới có khả năng là lên được 10. 10 thì 4 xà thuật sư. Dễ hiểu. Thằng này cũng ghê nè. Thằng này cũng ghê nhưng mà không có tuổi nào đấy. Level 8 hả? Cúc. Xoẹt. Ôi đâu. 10.000 đam mình thấy không? Xây ra 10.000 đam kinh khủng chưa. Kỹ năng ghê, hơn là có blue hồi máu cũng đỡ chứ. Quên, hồi mana cũng đỡ. Lên luôn không nhờ, từ từ nha. Bán hai con này đi, vẫn còn nè, tiền nè. Bây giờ lên luôn đi, mình kiếm thêm 4 xạ thuật sư cái đã. Đó, hết bài. Kai'Sa không có luôn mà. Thật sự luôn, mình không tin luôn. Trận này Kai'Sa 1 luôn mà. Trận này Kai'Sa 1 luôn mà bạn thấy không. Không lên là không lên. Cho con Kai'Sa đúng lừa luôn. Cái xa lúc đầu mà nó cho hai con là mình đã nói là có cái điều hắc ám ở chỗ này rồi. Đúng thiệt. Nè, 4 xà thuật sư. Mày nè, trời ơi. Sao được quá nhà, thêm phát nữa em ơi, thêm phát nữa. Nè, thêm phát nữa nè. Mày nè, xạo hả? Xạo hả? 16.000 đam nha bồ. Bạn thấy nó nảy không? Nó nảy qua nảy lại thì gãy thôi. Vẫn gặp Huyền nha. Gặp lại Huyền một lần nữa. Con Huyền này là nó cái con mà thợ vẽ 2 sao nè. UD2 nè, mày chết rồi. Mày chết, pha này không kịp chôn luôn á chứ. Không, mình đưa con ép qua đây chút xíu để cho cái đam vô con thợ vẽ 2 của nó chút. Không, cái nảy của con Saiya nó hơi mạnh nha bạn. Đột nhiên cái tự nhiên bạn thấy nó in tiêu vô cái không có đam, nảy qua nảy lại một đống. Đam một đống luôn á chứ chẳng đùa. Nè, thợ vẽ nè. Nè, tao cho mày nè, thợ vẽ là về nước luôn nè. Hên là không có Kai'Sa 2 nè, nảy nè bạn coi nảy nè. Nảy. Đam to vậy. Nảy. Chết thợ vẽ rồi. Có con đam thợ vẽ thôi mà chết queo thì ăn gì vậy. Ok, em đang xem, để lại cho mình một like. Ai chưa muốn đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình. Nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim. Thay mình nhớ bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người, chúc mọi người chơi game vui vẻ. Bye bye mọi người. Hey, call. Hey, call. Hey, call. Hey, call.